đôi khi con như chuồn chuồn bất chợt đậu xuống cành rào để những chiếc gai run rẩy. Đôi khi ngọn gió hoang bất chợt đùa giỡn bên làn áo ghé qua tim người để lại thầm sâu vết xưa. Rồi, xin chào toàn thể quý vị, các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị đang theo dõi kênh test âm thanh của cửa hàng Audio Bãi An Giang. Thì trước mắt quý vị và các bạn, đây là một con Thunderbird 3030, dòng này khá hiếm nha quý vị. Thunderbird 3030 đầu 2 thì hiếm rồi, đầu 3 lên cũng hiếm, khá hiếm luôn. Con này thì phía trước là mặt phay nhôm tuyệt đẹp quý vị, con này phải nói là đẹp keng luôn, không chảy xước gì hết, keng xà beng hết nha quý vị. Duy nhất trên đây chỉ có nó chày một vết nhỏ ở đây thôi nha mọi người, vết xước đây ha, còn lại là đẹp tuyệt vời hết. Đôi khi con chuồn chuồn bất chợt, chợt lắp rất đẹp, rất đẹp luôn. Quay phía sau ha, con này là keng xà beng luôn nè quý vị. Quý vị thấy ha, những cái nhựa này mà nó còn đen nó mới như vậy thì quyết ha, TR3030. Con này là dòng xuất Mỹ nha quý vị, điện 120V. À xin lỗi, đây nó ghi 115V nhưng mà chúng ta sử dụng 110V hoặc là 120 bình thường nha quý vị. AB hai cầu loa AB ha, hoặc là A cộng B. Loa là 16 4 tới 16 ohm nha quý vị. Rất hiếm những con âm ly châu Âu mà nó 4 tới 16 ohm. 4 tới 16 ohm. Anten ha, AM FM. Con này thì xuất Mỹ cho nên là mấy cái dây dắt từ nó là thông dụng hết nha quý vị. Cho nên là chúng ta dùng không phải nghĩ gì hết ha. Xuất Mỹ và những cái dắt âm thanh này như vậy cực kỳ mới nè quý vị xem nè. Quý vị ha, xem phía sau nó mới nè. Con này cực kỳ mới luôn. Rồi bây giờ em sẽ cho quý vị xem ruột gan nội thất của nó bên trong. Đây quý vị, sẽ không tả nổi, con này như thiếu thùng vậy quý vị, đẹp cực đẹp luôn. Quý vị xem nó mới nè, long lanh. Hai cái tụ nhôm ha, đó, tụ của xi men nha quý vị, chơi hai tụ xi men là quý vị hiểu rồi, là chất âm nó như thế nào rồi. Xi men quá mới quý vị, thật sự là không có tả nổi, nó mới như vậy. Con này hiếm gặp mới như vậy quý vị. Đánh 4 con chân vàng nha quý vị, đánh 4 con hang chân vàng nha. Đánh 4 con hang chân vàng. Chất âm vô cùng sạch sẽ, cực đẹp luôn quý vị. Và giá cho một cái con siêu phẩm cực đẹp như thế này rất hiếm luôn quý vị.
đẹp, nó cực đẹp. Ken sà beng hết giá 8 triệu đồng nha quý vị, 8 triệu đồng. 3 vận chuyển toàn quốc cho quý vị. Còn tầng bang này, tầng bơ này thì đánh được rất nhiều cái dòng loa nha quý vị. Được anh em chơi audio rất là thích những cái dòng tầng bơ như thế này. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.